chứng đạo ca, trực chỉ đề cương, giáo án cao đẳng Phật học, nguyên tác Huyền Giác Thiền Sư, biên dịch Như Huyễn Thiền Sư, nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội 2013. Tiểu dẫn. Chứng đạo ca là tác phẩm thi ca được viết ra, nói lên trình độ nhận thức chân lý, khả năng thiền quán tư duy sâu sắc của tác giả đối với chánh pháp liễu nghĩa thượng thừa của đạo Phật. Tác phẩm có 56 thi ca, gồm 288 câu. Mỗi thi ca là một ngọn đèn pha cực mạnh, quét sạch hết những bóng đêm tà kiến. Mỗi câu là một làn gió nhẹ, vừa mát mẻ, vừa thổi tan những đám mây mù huyễn hoặc, vu vơ, cho bầu trời chân lý hiển lộ lòng lòng một màu xanh trong ngăn ngắt. Tư tưởng ở nội dung, ngữ ngôn văn tự qua hình thức đáng được tôn vinh là khúc ca chứng đạo của con người chứng đạo. Do vậy, tác phẩm có cái nhan từ chứng đạo ca, thiết nghĩ không phải là ngôn ngữ cường điệu. Tác giả chứng đạo ca là Huyền Giác Thiền Sư. Sách sử Phật giáo Trung Hoa không nói nhiều về tông chi gia phả, chỉ nói sư là con của một gia đình họ Đới, sanh vào năm 665 và mất năm 713, đời nhà Đường. Quê của sư ở huyện Vĩnh Gia, xưa thuộc Châu Ôn, nay là tỉnh Chiết Giang ở Trung Quốc. Sư xuất gia vào tuổi ấu niên, tư chất thông minh, ham tu hiếu học, đọc nhiều kinh điển Phật đến độ tinh thông. Những kinh điển thuộc hệ tư tưởng liễu ngữa Đại Thừa như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Duy Ma Cật, Kinh Bát Nhã, Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn. Sư vận dụng một cách vô cùng thông minh, tài tình và lợi hại trong việc công phá tà kiến ngoại đạo, xiển dương chánh pháp Đại Thừa, mở đường chỉ lối cho những ai chủng tánh Đại Thừa muốn đi con đường đại ngộ. Bỉ nhân tôi là một hậu học cô lậu võ văn, hữu duyên được nghiền ngẫm tác phẩm chứng đạo ca. Khi đọc, tôi cảm nghe như thân tâm bay bổng ra khỏi hết mọi vướng mắc ở cõi đời mà từ lâu mình lầm lạc, tự trói thân thể cực nhọc, tự quản thúc tâm để ưu tư sợ hãi triền miên, tâm đắc sâu đậm, sung sướng tràn dân. Tôi phấn đấu vượt trở ngại mắt mờ, thị lực yếu, tôi vẫn quyết chí dịch tác phẩm chứng đạo ca từ Hán văn ra Việt văn bằng thể văn có âm điệu và tiết tấu để đọc cho dễ nhớ, rồi sau đó viết phần trực chỉ để bình thêm. Chứng đạo ca là một tác phẩm văn học của Phật giáo Trung Hoa và cả Phật giáo Việt Nam nữa. Chứng đạo ca là một giáo án tôi soạn để giảng cho tăng ni sinh các trường lớp cao đẳng nội minh. Chứng đạo ca là một tiếng sấm long trời để đánh thức những ai mệnh danh là đệ tử Phật mà mãi ly bì, ngủ say xưa trong mộng mị mê tín hoang đường. Chứng đạo ca là ngọn đuốc thiêng liêng bất diệt dành cho chủng tánh Đại Thừa tiến bước trên độ trình đại ngộ. Viết tại Thao Hối Am, ngày rằm tháng 7 năm Đinh Sửu 1997, 2541, dịch giả Cận Bút. Thi ca 1: Cái thấy của người chứng đạo. Quân bất kiến. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giác liệu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân thật, ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Dịch nghĩa: ai có biết
Bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo, vọng không trừ, tưởng chẳng cầu chân. Tánh của vô minh và Phật tánh không hai. Phật tánh ấy chính là Phật tánh của vô minh đấy. Thân hỏa áo với pháp thân cũng vậy. Hỏa áo thân là hiện tượng của pháp thân. Biển pháp thân ví bản thể vô cùng. Thân ảo hóa tựa sóng mồi lao sao trên mặt nước. Nhận thức rõ hai thân pháp hóa, chợt tỉnh ra rằng vạn pháp giai không. Tánh thiên chân là Phật tánh của mình. Mình là Phật, vốn là thiên chân Phật. Thân ngũ uẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, nó hiện hữu với thời gian vô tận. Gọi tam độc thực tánh không hề độc, ví như bọt bèo sanh diệt huyễn hư. Hệ u mê thì tam độc hoành hành, bằng tỉnh thức không sao tìm được chúng. Trực chỉ đề cương. Đi con đường đạo thường phải trải qua ba giai đoạn: học đạo, hành đạo và chứng đạo. Đến giai đoạn chứng đạo được gọi là con người nhàn đạo. Người nhàn đạo là người đã vượt qua giai đoạn học đạo và hành đạo. Vì vậy, người chứng đạo còn được gọi là người tuyệt học, là người đạt đến vô vi. Cho nên bậc tuyệt học, vô vi, nhàn đạo, tức là con người chứng đạo. Cái thấy của người chứng đạo không thấy qua cái thấy của nhục nhãn bình thường, mà thấy rằng bằng tuệ nhãn. Về cái thấy, giáo lý đạo Phật dạy có 5 cách nhìn khác nhau. Dựa trên thành quả tu chứng mà cái thấy của người học đạo, hành đạo và chứng đạo đối với hiện tượng vạn hữu chia thành 5 cách thấy. Cái thấy qua nhục nhãn, cái thấy qua thiên nhãn, cái thấy qua pháp nhãn, cái thấy qua tuệ nhãn, cái thấy qua Phật nhãn. Cái thấy qua nhục nhãn là cái thấy tầm thường, cái thấy qua thiên nhãn là cái thấy bình thường, cái thấy qua pháp nhãn là cái thấy của người đạt đạo, của hàng tiểu thừa thanh văn, duyên giác. Cái thấy qua tuệ nhãn là cái thấy của người chứng đạo, cái thấy của căn cơ đại thừa, của Bồ Tát trên đoạn đường gần đến vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật nhãn. Người chứng đạo nhìn thấy thấu triệt bản chất căn nguyên của vạn pháp. Nói cách khác, người chứng đạo nhìn hiện tượng vạn pháp, họ thấy được cái thực tướng của vạn pháp. Họ biết rất kỹ rằng cái thực tướng thật của vạn pháp là không có gì, tất cả chỉ là duyên sanh, mà duyên sanh thì dư huyễn, không có thật. Qua cái thấy của con người chứng đạo, vọng tưởng đã là vọng thì còn quan tâm, còn mơ tưởng, còn kết giao gá nghĩa với nó được sao? Biết nó vọng thì mình đã không vọng, không vọng là đã tự chơn rồi. Do vậy, vọng không phải trừ, chơn không cầu, không cần mơ ước mà tự có. Nước trong trăng hiện, mây tan trời hiện, phiền não vô minh hết Phật tánh hiện. Trăng vốn sẵn có trong lúc nước ao tù vẫn độc, Phật tánh thanh tịnh vốn có trong lúc con người biểu lộ đầy những phiền não vô minh đau khổ. Giác là Phật, mê là tục tử phàm phu. Không trừ vọng tưởng chẳng cầu chân, Phật tánh của vô minh là pháp tánh. Kinh điển Phật thường đề cập tam thân của con người chứng đạo. Pháp thân là cái bản thể châu biến về thời gian xuyên suốt quá khứ, hiện tại và vị lai, về không gian khắp cùng đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ. Từ pháp thân duyên sanh ra các hiện tượng vạn hữu. Ảo hóa thân là một hiện tượng trong vô vàn hiện tượng duyên sanh. Vì thế cho nên ảo hóa thân không ngoài pháp thân,
từ nơi pháp thân duyên khởi sanh ra ảo hóa thân. Ảo hóa thân và pháp thân không phải là, mà cũng không phải không là. Đó là chân lý, bất tức, bất ly, trung đạo. Bảo rằng lưu, hủ, chum, ché không phải đất. Đúng, nhưng không đúng trọn vẹn. Bảo rằng lưu, hủ, chum, ché là đất. Đúng, nhưng cũng không đúng trọn vẹn. Mà phải hiểu rằng lưu, hủ, chum, ché không là đất, nhưng chúng không ngoài đất. Đất không phải là lưu, hủ, chum, ché, nhưng ngoài đất không làm sao có lưu, hủ, chum, ché. Người biết học đạo, hành đạo theo chánh pháp, không xem kinh thân ảo hóa, vì biết rằng thân ảo hóa là diệu dụng duyên khởi của pháp thân. Thân ảo hóa và pháp thân bất tức mà bất ly, như đồ gốm và đất sét của đại địa mênh mông kia vậy. Ảo hóa không thân tức pháp thân, nhận rõ và thực chứng được bản thể thanh tịnh châu biến duyên sanh màu nhiệm của pháp thân, bấy giờ chợt tỉnh và thấy rằng tất cả hiện tượng vạn hữu có cùng một bản thể chung cùng, chỉ do nhân duyên không đồng mà có sự sai khác. Dù hiện tượng vạn hữu có ngàn sai muôn khác, nhưng cái thấy của người chứng đạo, tất cả cùng một thể thanh tịnh, không hề có sự vật này là nguyên nhân gây đau khổ cho sự vật nọ. Pháp thân giác liệu vô nhất vật. Vô nhất vật là do người chứng đạo sử dụng tuệ nhãn nhìn vạn pháp bên mặt tổng, thấy có nhiều vạn vật, tại vì dùng nhục nhãn nhìn vạn pháp bên mặt dị biệt duyên sinh của nó. Từ nhận thức đó, người chứng đạo thấy rằng duyên sanh vạn pháp vô tình cũng như duyên sanh vạn pháp hữu tình cùng có chung một bản nguyên, một cội nguồn thanh tịnh là thiên chân Phật. Ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Dưới con mắt của người chứng đạo, thân con người kết hợp bởi ngũ uẩn duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên thân của phàm nhân hay thân của thánh đức đều chung một dạng phù hư. Vì là phù hư cho nên nó sanh diệt, khứ lai, tụ tán. Cái điểm ưu việt khác hơn người của con người chứng đạo là họ thấy rõ và biết rằng phù vân dù có sanh diệt, khứ lai, tụ tán, nhưng nó không bao giờ mất, mà nó vĩnh cửu khứ lai, sanh diệt, tụ tán trong bầu hư không, vốn dĩ bất sanh, bất diệt. Dưới cái nhìn của người chứng đạo, vấn đề sanh tử chỉ là chuyện tầm thường, như vô vàn sự vật diệt sanh tan hợp, khứ lai bình thường khác. Tham sân si nhà Phật gọi là tam độc, vì tác hại chúng gây cho loài người không sao kể hết những biến chứng khổ đau cùng cực do chúng gây ra. Nhưng bình tâm mà nói, vận dụng tuệ nhãn mà nhìn, thì tam độc không có thực tánh. Tam độc cũng có thể xuất hiện khiến cho con người khổ đau cùng cực. Tam độc cũng có thể biến mất, không để lại một bóng dáng, một dấu vết xấu xa nào. Tam độc có hay không còn tùy thuộc ở con người mê hay giác. Thực chất của tam độc là không có chất. Chúng như những bong bóng nổi chìm sanh diệt của những cơn sóng vỗ về mặt gền. Hiểu rõ chân lý đó, đối với sự tử sanh, sanh diệt của tự thân cũng như hiện tượng vạn pháp, người chứng đạo thấy bằng cái nhìn bình tĩnh, an nhiên, không có gì phải lo âu, phải sợ hãi. Chẳng những thế, người chứng đạo còn thấy biết rõ khi mình sanh ra từ đâu đến và lúc chết sẽ đi về đâu. Thi ca ba, cái thấy của người chứng đạo về nhân pháp. Chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc
thiệt trần xa kiếp. Dịch nghĩa: chứng thật tướng thấy rõ cõi đời vô tướng, vô tướng đồng với vạn pháp giai không. Tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì, a tỳ nghiệp vì gì mà hiện hữu. Đấy lẽ thật, đây lời nói thật, nói cho mình và hy vọng đến với ai kia. Không có ý chi dối gạt phỉnh phờ, được phép thề, dù thề đọc cũng xin cam nhận. Trực chỉ đề cương: người chứng đạo quán triệt thật tướng của vạn pháp là vô tướng, người ta sẽ không còn chấp nhân và pháp. Do diệt bỏ ý niệm chấp mà tâm hồn thanh thoát khinh an đến độ tự tại như như bất động. Vì vậy, cái gọi là nghiệp a tỳ nếu có cũng tự hóa giải tiêu vong. Đó là sự thật mà đạo lý có thể chứng minh. Nghiệp a tỳ nếu có, nó phát nguyên từ ý niệm chấp mắt, chấp nhân và chấp pháp là hai đối tượng chấp. Nó sanh ra vô vàn đau khổ và là nguyên nhân đau khổ. 84.000 trần lao phiền não đều do hai thứ chấp vô nhân mà ra. Thấy biết rõ tánh chất vô nhân, vô pháp thì diệt hết khổ nạn a tỳ trong sát na là chân lý đương nhiên vậy. Người học Phật, tu Phật không được thề vì thiết tha với chân lý, vì muốn trao truyền chánh pháp trong sáng cho mọi người con Phật. Tác giả chứng đạo ca phải thốt ra lời như cam kết, như tự thề, để nói lên nỗi lòng thành thật và tha thiết đối với chánh pháp. Được phép thệ, dù thề đọc cũng xin cam nhận. Thi ca 3: cái thấy của người chứng đạo, sự màu nhiệm của Như Lai Thiền. Đốn giác liễu Như Lai Thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên. Mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Dịch nghĩa: thoát chứng nhập Như Lai thiền định, vạn pháp tròn mà lục độ cũng châu viên. Còn mộng mơ thấy có sáu nẻo luân hồi, khi tỉnh thức cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Trực chỉ đề cương: người tu hành đến một lúc nào đó có thể chợt tỉnh thức, và khi tỉnh thức người ta có khả năng thể nhập đi sâu vào Như Lai thiền. Như Lai thiền là thứ thiền chỉ khi nào đến địa vị Như Lai mới có. Thể nhập Như Lai thiền đối với vạn pháp không cần tu, mà vạn hành tự nhiên đã sẵn có. Thể nhập Như Lai thiền với lục độ không cần hành, mà hành một cách viên mãn rồi. Bởi vì Như Lai thiền là thứ thiền viên mãn và siêu viên mãn nữa. Vậy Như Lai thiền là thiền như thế nào? Đáp: Như Lai thiền là thiền không cần ngồi, vì nó vượt cái cần thiết ngồi. Như Lai thiền không cần định tâm vắng lặng, vì nó vượt ra ngoài cái cần thiết định tâm vắng lặng. Như Lai thiền là thứ thiền không cần gia công dụng ý để thiền, mà thiền trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, và thiền ở mọi nơi, ở mọi thời gian. Như Lai thiền là kết quả, là thiền rồi tất cả 84.000 thứ thiền khác. Cho nên tỉnh thức và thể nhập Như Lai thiền thì không đức tốt, hạnh lành nào là không viên mãn. Thành quả của Như Lai thiền được đúc kết qua các tiêu chuẩn như sau: 1. Thân vô thất. 2. Khẩu vô thất. 3. Ý vô thất. 4. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành. 5. Nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành. 6. Nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành. 7. Trí tuệ tri quá khứ vô ngại. 8. Trí tuệ tri hiện tại vô ngại. 9. Trí tuệ tri vị lai vô ngại. 10. Vô dị tưởng. 11. Vô bất định tâm. 12. Vô bất tri.
tri hỷ xả. 13. Dục vô giảm. 14. Niệm vô giảm. 15. Định vô giảm. 16. Tinh tấn vô giảm. 17. Giải thoát vô giảm. 18. Giải thoát tri kiến vô giảm. Có ngần ấy tiêu chuẩn thì những đức tốt hành lành trên cõi đời này có thứ nào mà không thiếu. Lục độ vạn hạnh thể trung viên đối với con người, đốn giác liễu Như Lai thiền hẳn không phải là thứ danh ngôn cường điệu. Người đệ tử Phật có học Phật thật, có ham tu thật và có hiểu kỹ về thật, người ta không thèm sợ sáo nẻo luân hồi như cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới súc sanh, cảnh giới người, cảnh giới Atula và cảnh giới trời ở ngoại cảnh, mà người ta chỉ quan tâm lục thú ở nội tâm. Lục thú ở nội tâm nó trực tiếp giác tác động hoàn hành cuộc sống hiện tại của con người, đó mới là nỗi đáng lo sợ. Không sợ sự luân hồi của lạc thú nội tâm mà chỉ lo sợ sự luân hồi lục thú ở kiếp tương lai thì quả là con người giàu tưởng tượng. Chẳng khác chi người chưa làm giàu mà sợ ăn cướp, chưa ăn cướp mà lo sợ ở tù. Vấn đề đại thiên thế giới cõi ta bà có hay không, vấn đề Tây Phương Cực Lạc không hay có, đó là vấn đề người học Phật phải quán triệt sâu sắc. Y cứ nền giáo lý liễu nghĩa thượng thừa và sử dụng tuệ nhãn mà nhìn vũ trụ vạn hữu trong pháp giới mười phương, thì pháp giới chỉ có một, pháp giới nhất chân không có hai, không có pháp giới nào khác với pháp giới nào. Pháp giới có cùng một bản thể chân như y nhau, vì chân cho nên không thể tiêu hoại cho mất đi, vì như cho nên không tăng bổ cho thêm nhiều, vì chân như cho nên mười phương pháp giới đồng một thể, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Qua cái thấy của tuệ nhãn, chỉ nói tuệ nhãn của người chủng tánh đại thừa thôi, pháp giới đã là nhất chân rồi. Do nghĩa đó, người chứng đạo thấy rõ ràng. Còn mộng mê thấy có sáo nẻo luân hồi, khi tỉnh thức cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Người đệ tử Phật có chánh niệm, có tư duy, có quán chiếu nội tâm sẽ thấy rõ cái chân lý đó. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, nếu ai muốn biết rõ mười phương Phật ba đời, nên quán chiếu thể tánh của pháp giới, hết thảy do tâm mình kiến lập. Do vậy, còn mộng mê thấy có sáo nẻo luân hồi, khi tỉnh thức cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Thi ca 4. Cái thấy của người chứng đạo về tội phước và thiện ác. Phiên dịch: vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch, tỷ lai thần kính vị tằng ma, kim nhật phân minh tu phẫu tích. Dịch nghĩa: tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi hay gánh nặng như chị, ai bắt tội ai là người chịu tội, thiện là chi, ác cũng lại là chi, sợ làm chi hay danh tự vô nghì, sợ cái đáng sợ lương tâm tự hành hạ lấy. Gương lòng sáng xưa nay ta vốn có, mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm, ngày hôm nay có cơ hội lau chùi, sáng soi thấy phước và tội không ai ban ai phạt. Trực chỉ đề cương. Nền giáo lý Phật nhằm đào tạo cho con người đức tánh tự tôn. Cái nhân bản của con người là lối tôn và hoàn toàn trong sáng. Con người hãy phát huy đức tánh vốn có ấy để mà sống một cách tự tin ở khả năng, ở nơi nhân bản cao đẹp vốn có của mình. Người đệ tử Phật không tôn trọng ai khác ngoài nhân bản thanh cao trong sáng mà tác giả chứng đạo ca gọi là
bản nguyên tự tánh thiên chân Phật của chính con người. Vì vậy, người đệ tử Phật, học Phật, tu theo đạo Phật, không được sợ bất cứ một thế lực linh thiêng, một sức mạnh vô hình hay một đấng thưởng phạt siêu nhiên nào, như một số người nhẹ dạ, kệ tin thường có. Người tu theo đạo Phật chỉ sợ nhân quả. Tâm não của con người là căn cứ địa, phát xuất và biểu hiện ra nghiệp nhân, thiện hay ác. Chữ nghiệp trong đạo Phật chỉ sự hành động của thân, của khẩu, của ý được biểu hiện cụ thể. Gieo nghiệp nhân thiện sẽ gặt hái trái ngon, tốt lành. Gieo nghiệp nhân bất thiện sẽ thu hoạch trái không ngon, cay đắng. Nhân thế nào, quả thế ấy, như bóng theo hình. Chung quy lại do tâm làm chủ hết. Tạo nghiệp nhân thiện hay ác sẽ tự nhận lấy quả khổ hay vui. Hễ nhận lấy quả khổ thì người ta cho là do mắc tội. Nếu nhận lấy quả vui thì người ta cho là được phước. Tội hay phước rõ ràng chỉ là kết quả của con người gieo nhân thiện hay ác ở thời gian trước đó mà thôi. Đúng như chân lý mà nói, thì không ai là người có quyền ban cho ai, và không ai là người phải chịu tội với ai cả. Lập trường bình đẳng của đạo Phật biểu hiện cụ thể qua tính bình đẳng về nhân bản của mọi con người. Sáng soi thấy tội phước không ai ban và ai phạt. Thi ca 5. Cái thấy của người chứng đạo về tĩnh tâm vô niệm. Phiên âm: Thùy vô niệm, thùy vô sanh. Dược thật vô sanh, vô bất sanh. Hoán thủ cơ quan, mộc nhân vấn. Cầu Phật thi công, tạo vân thành. Dịch nghĩa: Ai là người thường ước mơ vô niệm? Ai là người hằng mong đạt đến vô sanh? Vô niệm vô sanh là ước mơ cuồng vọng hão huyền, rất oan uổng, hóa đá một kiếp người tràn đầy linh động. Để trắc nghiệm xin hỏi ông Robo người máy, quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành? Hỏi là hỏi vậy thôi, hỏi tức trả lời, ai can đảm đủ sức chờ ông giải đáp. Trực chỉ đề cương: Tu đạo Phật rất cần chánh niệm mà không cần vô niệm. Có thể nói, có chánh niệm là có tất cả đức tốt, hạnh lành. Có chánh niệm rất dễ thành công trên tám nẻo đường bát đạo. Suốt cuộc đời hóa đạo chúng sanh, Đức Phật không bao giờ rời chánh niệm. Chánh niệm nuôi lớn ngũ căn, chánh niệm phát triển ngũ lực, chánh niệm gìn giữ thất thánh tài, chánh niệm trưởng dưỡng thất giác chi. Chánh niệm cũng là chất liệu bổ dưỡng để tưới tẩm, để đượm nhùm cho quá trình phát triển của 18 pháp bất cộng của Như Lai Phật. Tu Phật mà mong cầu vô niệm là tu sai. Vô niệm thì còn ai để biết, để tư duy chân lý và những gì phi chân lý. Tu mà cầu được vô sanh cũng là lối tu sai lạc. Trên cõi đời này có cái gì không biến chuyển vận hành sinh diệt? Đá gỗ còn không ra ngoài vòng vận hành vô thường, hằng chuyển sát na sinh diệt. Huống hồ là một hữu tình, tối linh ư vạn vật. Mong trở thành người vô niệm, cầu được chứng đắc vô sanh là ý tưởng cuồng vọng sai lầm mà không có ngày thực hiện. Giả sử cái ngày hiện thực đến, con người vô niệm vô sanh tệ hơn loài khoáng vật, thực vật vô tình. Con người hữu tình vốn có tri giác lại trở thành người máy có cơ quan điều khiển vậy thôi sao? Việc làm của người tu hành tương tự như việc làm của người huấn luyện khỉ. Người huấn luyện khỉ có tài thuần hóa được khỉ, dạy khỉ làm trò, làm xiếc theo ý muốn mình. Chứ huấn luyện khỉ làm cho óc khỉ trở thành chứng bệnh phân liệt, không còn hoạt động được gì,
đó không phải là cách huấn luyện khỉ của người có tài, có trí. Tu hành cần có những giờ phút tĩnh tâm, nhưng tĩnh tâm không được hiểu đó là những giờ phút vô niệm. Vô sanh là một ý niệm mà người tu Phật phải từ bỏ dứt khoát. Vô sanh đồng nghĩa với đoạn diệt, tự mình làm cho mình rớt vào hàng ngũ của ngoại đạo. Đoạn kiến là cách tu sai lạc, đáng thương. Thi cam 6. Cái thấy của người chứng đạo, xả ngã, xả pháp là thành Phật. Phiên âm: phóng tự đại mạc bả tróc, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, chư hạnh vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Dịch nghĩa: thân tứ đại đừng sanh tâm chấp đắm, quay trở về thể vắng lặng của chính mình. Đói thì ăn, khát uống ngại ngùng chi, gọi là ngã thể vẫn hư thì đời còn chi thật. Các hành pháp luật vô thường chi phối hết, tuệ nhãn nhìn đương thể tức không, hiểu sâu xa quán chiếu tận nguồn chân, tánh của vạn pháp là Như Lai viên giác. Trực chỉ đề cương: thân tứ đại là thân kết hợp bởi bốn chất địa, thủy, hỏa, phong. Nó là cái thân bị lệ thuộc chi phối bởi luật vô thường như vạn vật hiện tượng khác. Nó còn là cái kết quả của khổ và bất an nhiều mặt. Kinh điển thường ví sự tạm bợ mong manh vô chủ của nó qua từ huyễn thân. Ấy thế mà ở đời không có mấy ai thấy được tánh chất huyễn của nó. Trái lại, người ta rất quý trọng nó hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời. Điều đáng nói là vì nó mà tạo nghiệp bất thiện trong suốt cuộc đời để phục dịch, vun bồi cho nó, không có chút phút giây nhàm chán. Ý niệm đam mê, luyến ái, nặng nề về thân, kinh điển gọi đó là chấp ngã. Tức là quá tôn trọng cái tôi, rồi vì thân mà tạo ác nghiệp, vì thân mà chịu khổ. Thân tứ đại đừng sanh tâm chấp mắt, quay trở về thể vắng lặng của chính mình. Đói thì ăn, khát uống ngại ngùng chi, gọi là ngã thể vẫn hư thì đời còn chi thật. Phóng tứ đại, con người sẽ nhẹ nhàng, sẽ có an lạc trong cuộc sống, vì con người vốn có tánh vắng lặng, thanh tịnh, trong sáng, có thể thọ dụng nó từ đời này sang đời khác, vĩnh viễn không có cạn kiệt. Nhận thấy được tánh chất ngã không thì pháp không, không còn là vấn đề khó biết nữa. Chủ thể nhận thức đã là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh và không, thì đối tượng nhận thức cũng không vượt ra ngoài sự chi phối đó. Cho nên người đạt đạo sẽ nhận thấy rõ chư hạnh vô thường nhất thiết không, thấy được tánh giai không của vạn pháp, thấy được tánh vô thường của hành pháp, thì cái năng tri và sở tri đó trở thành một bầu vũ trụ Như Lai viên giác nhiệm màu. Lúc bấy giờ ta không cầu thành Phật, Phật cũng chẳng cầu thành ta. Ta là Phật, Phật là ta. Thi ca 7. Cái thấy của người chứng đạo về lập trường và lý tưởng của mình. Phiên âm: quyết định thuyết biểu chân tăng, hữu nhân bất khẳng nhiệm tình trưng, trực triệt căn nguyên Phật sở ấn, trích diệp tầm chi ngã bất nan. Dịch nghĩa: nếu được nói tôi lập trường thẳng thắn, để tỏ ra lời của một chân tăng, huynh đệ nghe nghịch ý chẳng chung lòng, gai gắt trách tôi xin cam nhận hết. Tôi không thích ba hoa vặt vảnh, thích học điều Phật tổ đã đinh ninh, diễn rõ căn nguyên liễu nghĩa thượng thừa. Không được vậy tôi không còn gì để nói. Trực chỉ đề cương: quyết định thuyết minh
là lời nói có lập trường, có trách nhiệm, nhằm bảo vệ mục đích và lý tưởng của mình. Lý tưởng của tác giả là chánh pháp liễu nghĩa thượng thừa của Phật Tổ đã đinh ninh, dặn dò, khuyên dạy. Lập trường của tác giả là nói thẳng, nói thật, nói để diễn đạt chân lý, truyền bá chân lý, liễu nghĩa thượng thừa cho mọi người con Phật, cùng học hỏi, tiếp thu để hành đạo và chứng đạo. Không nói vuốt đuôi, không nói để chiếm cảm tình, không nói kiểu thỏa hiệp, không nói kiểu phương tiện, để rồi người nghe không được tí lợi ích nào. Học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp và truyền bá chánh pháp không thể sử dụng các kiểu nói tầm thường vừa kể. Để đảm bảo giá trị lời nói của một chân tăng, một vị thầy đúng danh nghĩa của đệ tử mình, lời nói phải có lập trường, phải phục vụ cho một chân lý giải thoát, giác ngộ tuyệt vời cao đẹp. Một chân tăng, theo tác giả chứng đạo ca, sẵn sàng chấp nhận cô đơn, chấp nhận sự công kích, sự thóa mạ của mọi người, hoặc sẵn sàng không nói gì hết. Bao nhiêu ngôn ngữ nhường hết cho. Thi ca 8. Cái thấy của người chứng đạo. Tâm tánh là ngọc mani. Phiên âm: Mani châu nhân bất thức, Như Lai tàn lý thân thâu đắc, Lục ban thần dụng không bất không, Nhất lõa viên quang sắc phi sắc. Dịch nghĩa: Tâm trong sáng người người ai cũng có, đó là mani, là như ý bảo châu. Chẳng mấy ai biết rõ cái tâm này, nó màu nhiệm thu gọn cả Như Lai tàn tánh. Sáu thần dụng thấy sắc mà phi sắc, một viên quang rằng không nhưng lại phi không. Nghĩa sắc không màu nhiệm vô cùng, chứng thật tướng mối nghi này mới mở hết. Trực chỉ đề cương: Con người ai cũng có chân tâm, tự thể chân tâm vốn trong sáng thanh tịnh, vắng lặng nhiệm màu. Trong chân tâm không có một gượng phiền não, khổ đau, bất mãn, bất bình, cũng không có ý niệm ta, người, thương, ghét, thân, sơ. Kinh điển Phật thường ví chân tâm ấy như ngọc mani. Ai cũng có sẵn ngọc mani, mà không biết mình có ngọc mani quý báu ấy. Ngọc mani vô giá trong người, mà không phát hiện để sử dụng cái công dụng như ý của ngọc. Có ngọc như ý, con người sẽ không còn gì để thiếu. Phát hiện ngọc như ý, sử dụng ngọc như ý, nhìn vạn pháp bằng Phật nhãn. Cho nên sáu thần dụng thấy sắc mà phi sắc, một viên quang rằng không nhưng lại phi không. Vì người phát hiện ngọc như ý, sử dụng ngọc như ý là người chứng thật tướng của vạn pháp rồi. Chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Thi ca 9. Cái thấy của người chứng đạo, mối tương quan của ngũ nhãn và ngũ lực. Phiên âm: Tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực, duy chứng nải tri nan khả trắc. Kinh lý kháng hình kiến bất nan, thủy trung tróc nguyệt thanh niêm đắc. Dịch nghĩa: Tịnh ngũ nhãn sẽ kéo theo ngũ lực, chung môi trường mới biết được diệu dụng kia. Rủ dành trăng đáy nước chuyện còn khuya, đứng trước kính ngắm thân hình là việc dễ. Trực chỉ đề cương: Giáo lý đạo Phật dạy rằng con người có khả năng và quyền sử dụng ngũ nhãn. Khả năng và quyền thì mọi người đều có quyền hưởng, sử dụng bình đẳng. Tuy nhiên, đây là thứ bình đẳng có điều kiện. Mọi người phải cùng ở trong môi trường tu thì mới cùng được ở trong môi trường chứng. Tịnh ngũ nhãn là người đạt đến giai đoạn chứng. Ngũ nhãn đạt đến giai đoạn chứng đắc thanh tịnh thì chỉ có người tự chứng, tự biết. Người khác môi trường,
nói và kể cho họ nghe, hoặc họ bảo kể cho họ nghe, chẳng khác nào rủ nhau dành trăng ở đáy nước. Hy vọng gì người khác, môi trường, bảo họ hiểu hoàn cảnh của riêng mình, phải cùng đứng trong vườn lan huệ mới cùng thưởng thức được mùi lan huệ, phải cùng đứng nơi chợ cá ương mới thấm thía hương vị của chợ bán cá ương. Vì vậy, tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực là việc có thật, nhưng diễn đạt cảnh giới thanh tịnh của ngũ nhãn của mình cho người khác nghe biết là điều không dễ. Bảo người khác phải nghe và phải hiểu về cảnh giới chứng đắc của mình lại càng khó. Khó đến nỗi tác giả chứng đạo ca ví với chuyện rủ nhau dành trăng đáy nước. Ngũ nhãn là năm thứ mắt, nói cách khác, năm cách tư duy mà cùng một cách ngó nhìn, đó là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Ngũ nhãn thanh tịnh, con người tự có năm thứ sức mạnh, đủ sức tiến mạnh trên con đường Bồ đề vô thượng. Đó là chánh tính, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và trí tuệ ba la mật. Điều đó nói với ai, dễ có mấy người biết, dễ có mấy người tin. Đó là di chứng nải tri, nan khả trắc. Họ không tin, không có gì đáng trách, vì họ khác môi trường. Thi ca 10. Cái thấy của người chứng đạo. Những phút giây tự nhủ. Phiên âm: thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du, niết bàn lộ, diệu cổ thần thanh phong tự cao. Mạo tụy cốt can nhân bất cố. Dịch nghĩa: tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi. Tôi những mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Không như ý, tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát trăng thanh. Dù xương trơ, thân đét, thịt teo gầy, không ân hận, tôi vui với lập trường kiên định ấy. Trực chỉ đề cương. Những phút giây tự nhủ của tác giả chứng đạo ca Huyền Giác nói lên ý chí quyết liệt và xác định lập trường kiên định của mình trên con đường hành đạo. Thực vậy, tu hành mà không có mục tiêu cho ý chí vươn lên, không có lập trường để định hướng cho hành động, để rồi bạ đâu theo đó, vui đâu chút đó, nghe đâu tin đó. Thử hỏi một cuộc đời như thế, con người đó sẽ ra sao? Xác định lập trường là việc cần, ý chí quyết liệt cũng là việc cần, chấp nhận cô đơn cũng lại là việc cần. Nhưng người tu hành cũng không biến mình trở thành một con người lập dị. Lập dị là một thói xấu trong muôn ngàn thói xấu, cho nên lập trường của tác giả có thể cô đơn, có thể vui một mình, nhưng rồi tôi mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Chưa hết, nếu ý chí đó, lập trường đó mà không được tội nguyện vì một lý do gì đó, thì tác giả lại xác định lập trường thêm một bước nữa. Tác giả có thể trở thành người lang thang nơi thâm sơn cùng cốc, hoặc lê bước chốn cỏ nội hoa đồng để được sống cho lý tưởng của mình mà mình đã vạch ra bằng bao nhiêu nhọc nhằn trên những năm tháng dài tu học. Tác giả bằng lòng với cuộc sống đó. Không như ý, tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát trăng thanh. Cuối cùng, tác giả nâng lập trường lên một cấp cao hơn để kiên định hóa ý chí của mình trở thành như một lời tuyên thệ. Dù xương trơ, thân đét, thịt teo gầy, không ân hận, tôi vui với lập trường kiên định ấy. Thi ca 11. Cái thấy của người chứng đạo với danh xưng bần đạo. Phiên âm:
cùng thích tử khẩu xưng bằng, thực thị thân bằng đạo bất bằng, bần tắc thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá châu, vô giá châu dụng vô tận, lợi vật ứng cơ chung bất lận, tam thân tứ trí thể trung nghiên, bát giải lục thông tâm địa ấn. Dịch nghĩa: người thích tử với danh xưng bằng đạo, thân có bằng, đạo có bằng chi. Bần biểu hiện áo khâu áo vá, đạo không bần, tâm chứa như ý châu. Ngọc như ý dùng sao cho hết, nó chứa đầy tứ trí tam thân, vẹn lục thông bát giải cùng tròn, tâm địa sáng độ sinh vô cùng số. Trực chỉ đề cương: người đạo sĩ trong đạo Phật, hoặc cũng có hàng đạo sĩ không phải đạo Phật, thường tự xưng bần đạo. Bần đạo là cái từ khiêm tốn nhún nhường về kiến thức, đạo hạnh và phước đức của một đạo sĩ. Nhưng theo tác giả Chứng Đạo Ca thì người đạo sĩ của đạo Phật phải là người giàu chứ không phải được nghèo. Người đạo sĩ phải phát hiện như ý châu vô giá của mình để lợi vật ứng cơ trên đường sự nghiệp. Người đạo sĩ thân bần, khẩu bần có lợi hơn, nhưng tâm thì không thể bần. Thân bần, khẩu bần hạn chế ngã mạn cống cao để tiến tới diệt trừ cái bản ngã vĩ đại tiềm phục trong a lại gia thức của con người muôn thuở. Đạo tâm không thể bần, dù có đủ những chất lượng như tam thân, tứ trí, bát giải, lục thông và nhị đế dung thông tâm địa ấn nữa. Được vậy mới thuyết pháp độ sinh, lợi mình, lợi người, mới là vị thầy đúng nghĩa của người bần tăng trong dòng thích tử. Cho nên người thích tử khẩu sân bần, đạo bất bần. Cái bần của người thích tử nghèo biểu hiện mặc áo chấp phước điền y, bần để làm ruộng phước cho chúng sanh, chứ không bần để van xin cầu cạnh, để quyên tởi quá nhiều cách ấy. Theo ý chí của tác giả Chứng Đạo Ca Huyền Giác thì bần đạo của dòng họ Thích là con người thân bần, khẩu bần, mà tâm ý phải là đại phú, phải phát hiện như ý châu vốn có của mình, thì sự nghiệp mình mới rạng rỡ, mới xứng đáng ít nhất là trung lưu chi sĩ. Đó là cơ hội, là điều kiện báo Phật ân đức của mình. Thi ca 12. Cái thấy của người chứng đạo về chủng tánh và căn cơ. Phiên âm: thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu, trung hạ đa văn đa bất tính, đảng tự hoài trung giải cấu y, thùy năng hướng ngoại khoa tinh tiến. Dịch nghĩa: rồi tất cả khỏi tu không cần chứng, đó là hạng đại thừa, thượng sĩ tối lợi căn. Diệt kiến tư, diệt sạch hết cái triền, rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Bậc trung hạ những căn cơ thấp kém, học thì nhiều, học trích cú tầm chương, luôn mồm khoe học vị với văn bằng, cởi áo bẩn còn không biết đường mở nút. Trực chỉ đề cương: đứng bên bình đẳng môn thì Phật tánh ai cũng có như ai, đứng bên sanh diệt môn thì vấn đề chủng tánh căn cơ góp phần rất quan trọng cho sự nhất quyết, nhất thiết liệu của người tu hành. Phải cương quyết, phải nhất quyết, quyết định cho mình một hướng đi, một mục đích đến mà không thể do dự, phân vân, bán nghi, bán tính. Bởi vì nghi là một trong tư hoặc, trong sập sử, trong ngũ cái. Một khúc gỗ ở thượng nguồn, muốn trôi đến biển cả, phải vượt qua năm điều cấm kỵ. 1. Không được trôi tấp hay bờ. 2. Không để cho người vớt. 3.
không theo nước xoáy mà trôi. 4. Không vướng vào cồn đảo. 5. Tự nó không suỗng một bên trong, phải thẳng tắp mà trôi mới ra biển được. Chần chờ do dự, không giải quyết, không nhất quyết thì không đến đích giải thoát giác ngộ được, vì còn vướng, còn tắp, chưa chịu trôi. Học theo kiểu tầm chương trích cố, học hiểu để ngâm phong vịnh nguyệt. Uống 3 tấc lưỡi nói chuyện trên mây, trên trời, để dọ hù những người cả tin nhẹ dạ. Với cuộc sống của tự mình, việc làm, chuyện nói, sắc mùi ám chướng u mê, hở môi ra thì khoe khoang học vị văn bằng, chạm mặt với phiền não, đành nằm gác tay lên trán mà chịu đựng cho lương tâm hành hạ. Miệng oan oan, nói về cực lạc, thiên đàng, lòng u uẩn đắm chìm trong a tỳ ngục. Đó là bài học của kẻ hạ lưu, dưới nhãn quan của tác giả Chứng Đạo Ca, vấn đề chủng tánh căn cơ của người thích tử phải lưu tâm, bồi dưỡng nó. Thi ca 13. Cái thấy của người chứng đạo về vấn đề thị phi. Phiên âm: Tùng tha bán, nhậm tha phi. Bả hỏa thiêu thiên đổ tự bì, ngã văn khắp tự ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Dịch nghĩa: Tốt và xấu nhà nhà đều có, thị với phi chốn chốn hưởng đồng nhau. Mặt tân khen mặt phỉ báng đừng nao, tự họ bỏng bằng ngọn lửa đốt trời trong tay họ. Lời phỉ báng nghe như ru, như gió thoảng, ngọt như cam lồ, mát tợ xuân phong. Tìm đâu ra bực bội với u sầu, nó tan biến trong cảnh giới bất tư nghì giải thoát. Trực chỉ đề cương: Thị phi, nhân ngã, hỷ nộ ái ố, suốt ngày ở đâu cũng có, nhà nhà đều có, hay dở khen chê, tốt xấu, tứ xứ nào cũng có. Tất cả những cái đó, muốn cho nó trở thành không có thì: 1. Không nghe. 2. Nghe mà không để dạ, không tư duy về nó thì tự nó tiêu dung. Tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Đó là việc có thật, mọi người có thể tự thí nghiệm bằng cuộc sống của mình trong những trường hợp mình lỡ bị thị phi nhập đến. Người tu hành rất cần chánh niệm để kịp thời đối phó với nghịch cảnh nếu có. Trường hợp bị phỉ báng thị phi, ta nhớ, họ sẽ tự bỏng bởi ngọn lửa đốt trời trong tay họ. Miệng họ tự ô uế trước vì máu họ ngậm để phun người. Quán chiếu và tư duy như vậy, người tu sẽ nhẹ nhõm ngay. Cơn bực tức sẽ hạ tức thời nếu chánh niệm đến kịp lúc. Người chân tu nghe thị phi như gió thoảng, như ru hời, ngọt như cam lồ, mát như xuân phong, tỉ tê như nhạc thính phòng, nỉ non như tiếng sáo trương lương, là chuyện có thật. Đó là ý thú của câu và của người. Kiến sắc phi can sắc, văn thanh bất nhị thị thanh, sắc thanh vô quái ngại, thị đáo pháp vương thành. Ngã văn pháp tự ẩm cam lồ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, là chuyện có thật của người chân tu, biết tu, thường giữ được chánh niệm và chánh định trong đời sống tu hành. Tu mà không đem lại kết quả, không hóa giải được vô minh phiền não, không có chút an lạc nào trong đời sống hiện tại, là tu sai, cần phải sửa. Hy vọng kết quả ở đời sau, sau khi chết lại càng sai nghiêm trọng. Thi ca 14. Cái thấy của người chứng đạo về sự hủy báng. Phiên âm: Quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức, bất nhân sáng bán khởi oan thân,
hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Dịch nghĩa: lời sỉ nhục ta nghe ra răng dạy, người dạy ta là thiện tri thức của ta. Nhờ ưng sư mà đạo lực kiên cường, lòng thánh thiện ta thọ dụng vô vàn an lạc. Câu hủy báng ta không quan tâm để dạ, kết oan cù nào có lời chi. Để chứng minh sức từ nhẫn vô sanh, hãy mở rộng cửa lòng bao la như biển. Trực chỉ đề cương: người nói được cái xấu dở của ta, người đó đáng là người thiện hữu tri thức. Lời hủy báng sỉ nhục, nếu ta có đạo lực chánh niệm vững vàng, thì sự kiện đó làm cho ta tăng thêm nghị lực trên bước đường hành đạo. Cho nên quán ác ngôn thị công đức, đó là điều có thật đối với người chân tu thực học. Nghe sỉ nhục hủy báng mà giận mà thù thì làm sao tỏ rõ được sức từ bi, nhẫn nhục và vô sanh của một thích tử. Phải biểu lộ và chứng tỏ sức từ nhẫn vô sanh của đạo Phật qua những ác ngôn, những sáng báng mà không được khởi oan thân. Cái thấy của người chứng đạo, quan niệm vấn đề là như thế. Nhiêu nhiêu nhiêu, thiên tai vạn họa nhất tề tiêu. Nhẫn nhẫn nhẫn, oan gia trái chủ tùng thử tận. Mặc mặc mặc, vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Thi ca 15. Cái thấy của người chứng đạo, định tuệ là nhân tố quyết định quả bồ đề niết bàn. Phiên âm: tông diệt thông, thuyết diệt thông, định tuệ viên minh, bất trệ không, phi đảng ngã kim, độc đạt liễu, hằng xa chư Phật, thể giai đồng. Dịch nghĩa: chánh giáo giỏi, thuyết giáo hẳn là sâu sắc, định tuệ tròn sẽ không vướng có và không. Không riêng tôi có được sự kiện này, hằng xa Phật, đồng thể không ngoài chân lý ấy. Trực chỉ đề cương: thiền định trí tuệ và sự thông minh là ba môn rất cần phải có của một tu sĩ Phật giáo. Chỉ có thông minh thôi sẽ trở thành thế trí biện thông, tài tình cho lắm thì cũng chỉ là người giỏi phục vụ cho ăn mặc ở ngủ suốt đời, mà khó có một ngày bằng lòng trọn vẹn. Người ta phải chịu đựng và chịu đựng. Thiền định đối với một tu sĩ thích tử không thể thiếu. Thiền định quan trọng với tu sĩ ví như chất muối quan trọng với những đầu bếp nêm nếm các món thực đơn đang nấu của mình. Thức ăn không thể không có muối, nhưng muối tự nó không thành thức ăn ngon được. Vì vậy tu thiền định phải là thứ định có tư duy phát sanh trí tuệ, nhận thức chân lý trong lúc định cũng như lúc xuất định, ấy là định đúng. Trái lại, định để đi vào vô tri vô giác như tượng gỗ đá là định không có tuệ, đó là định sai lầm vô ích. Khác hơn định vô tri vô giác, người thiền định bằng cách tưởng tượng, vận dụng trí tưởng tượng rằng ta đến cõi trời, ta vào động viên, ta gặp Đức Phật. Đấy là những thứ định không tuệ. Thứ định này sai lạc sẽ không đem lại kết quả mà còn nguy hiểm cho hệ thần kinh. Thứ định này định càng sâu thì lậm càng nặng, có thể dẫn đến bệnh tâm thần, loạn trí, mà người bị lậm tưởng mình đang sinh hoạt giao du với thần, thánh, Phật, trời. Định dẫn đến vô tưởng, vô tri giác sẽ rơi vào bệnh chấp không, chối bỏ vạn vật hiện hữu. Định để mà tưởng tượng xuất hồn đi đây đi đó, gặp thánh gặp Phật, sẽ rơi vào bệnh chấp có, cảnh giới do hoang tưởng mà tự thấy. Thiền định của đạo Phật: định là nhân, tuệ là quả. Tuệ phải là tuệ do chánh định, chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mệnh.
đối tượng tư duy quán chiếu là chân lý cuộc đời. Do vậy, với cái thấy của người chứng đạo, định tuệ viên minh, bất trệ không. Thi ca 16. Cái thấy của người chứng đạo về chánh pháp của Như Lai. Phiên âm: Sư tử hống vô ý thuyết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba khất khước uy, thiên long tịch thính sanh hân diệt. Dịch nghĩa: Tiếng pháp chánh tựa tiếng gầm sư tử, bách thú nghe như vỡ óc xé tim gan. Lời Như Lai, lời ô vô ý trong trời người, hương tượng khiếp, còn nói chi nai và chó chóc. Trực chỉ đề cương: Pháp âm của Phật thuyết thường được ví tiếng gầm của sư tử hống, hoặc hải triều, hoặc chuyển pháp luân. Những từ đó dùng để chỉ chân lý có một sức uy hùng như tiếng gầm của chúa Sơn Lâm, sức áp đảo như tiếng gào của sóng biển, sức đè bẹp như sức cán sỏi đá của hũ lô. Chánh pháp phá tà thuyết dễ như ánh sáng chiếu bóng tối, phá mê tín dị đoan, huyễn hoặc siêu hình dễ như hũ lô cán sỏi. Chỉ có người trí, hàng chư thiên, tức hạng người có gieo trồng thiện nhân, có phước đức, nghe sanh tâm hoan hỷ và hưởng được an lạc ngay trong cuộc sống. Thi ca 17. Cái thấy của người chứng đạo, sanh tử bất tương can. Phiên âm: Du giang hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phỏng đạo vị tham thiền, tự tùng nhận đắc tào khê lộ, liễu tri sanh tử bất tương can. Dịch nghĩa: Tôi đi khắp núi sông rừng duyên hải để tầm sư, hỏi đạo học tham thiền, cho đến ngày tôi tiếp nhận chỉ chú tào khê, sự sanh tử chẳng đáng gì để tâm dính mắc. Trực chỉ đề cương: Là con người không ai dám xem nhẹ vấn đề sinh tử, ai cũng lo âu, sợ hãi canh cánh suốt cuộc đời. Với tuệ giác vô thượng của Đức Phật mà người đạo sĩ tu học có quán chiếu tư duy, nhận thức được chân lý, thì sự sinh tử không phải là việc đáng sợ, đáng để tâm ôm ấp, để rồi khổ đau vì nó, mà cuối cùng cũng không tránh khỏi. Thế là lỗ lã, thiệt thòi, tìm lý do, chỉ vì chấp, vì bệnh chấp ngã, chấp pháp của con người. Đáng lý con người được hưởng sự tự tại, giải thoát ngay trong cuộc sống, thế mà mất hết. Từ khi tác giả chứng đạo ca, tiếp nhận, chỉ thú tào khê, ung dung không làm lành, vội vàng không tào tác, bằng bạc chẳng thấy nghe, thênh thang tâm không dính. Do vậy, vấn đề sinh tử chẳng dính được vào, há chẳng phải sanh tử bất tương can. Thi ca 18. Cái thấy của người chứng đạo về Đại Thừa Thiền. Phiên âm: Hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thản thản, giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn. Dịch nghĩa: Tu thiền tọa không chỉ ngồi mới tọa, thiền cả đi khi đứng lúc cần nằm, dẫu gươm đao dọa dẫm vẫn bình tâm, phải độc dược cố giữ lòng thanh thản. Trực chỉ đề cương: Xét cho mọi sinh hoạt ở đời, chúng ta sẽ thấy thiền là một môn luyện tập thuộc phạm trù nội tâm, một phương pháp điều tâm hiệu quả. Do vậy, người ta ứng dụng hầu hết mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề. Thiếu chất thiền, khó mà phát triển tài năng, kể cả hai mặt, sinh lý và tâm lý. Muốn đánh trúng chỗ nhược của đối phương, người võ sĩ phải thiền. Nấu ăn thật ngon, người đầu bếp phải có thiền. Phát minh một khoa học,
một vật lý, một dược liệu mới, nhà bác học phải có thiền. Đó là thế gian thiền. Ở lĩnh vực tôn giáo, còn có ngoại đạo thiền, tiểu thừa thiền. Hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên. Đấy thuộc đại thừa thiền. Tại sao đại thừa thiền có một phong thái xem thường những đe dọa, chết chóc? Chừng nào thiền giả giải đáp được câu hỏi đó, thì mới hiểu được rằng đi, đứng, nằm, ngồi đều không rời thiền của đại thừa thiền. Than ơi, di chứng nải tri nan khả trắc, kính lý chiếu hình kháng bất nan, thủy trung tróc nguyệt tranh niêm đắc. Thi ca 19, cái thấy của người chứng đạo về sinh tử. Phiên âm: kỷ hồi tử, kỷ hồi sinh, sinh tử du du vô định chỉ, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên. Dịch nghĩa: việc sinh tử kể sao cùng số, tử rồi sinh, sinh tử lẳng lờ trôi. Bổn sư ta vô lượng kiếp phát tâm lành, làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời Diên Đăng cổ Phật. Trực chỉ đề cương: ham sinh sợ tử là việc thường tình, bởi vì người đời quan niệm rằng đời người có một lần sinh ra, một lần thi đỗ, một lần kết hôn, và đáng sợ nhất, một lần chết. Cuối cùng, chết là hết. Dưới nhãn quan của người chứng đạo, vạn pháp không có cái gì mất hẳn. Vạn pháp là hiện tượng vô thường, nhưng chúng duyên sinh từ bản thể chân thường. Vì vậy, việc sinh tử không thể luận kiếp số, không có sự chấm dứt. Dòng sinh tử, tử sinh, cứ trôi mãi không có bến bờ dừng trụ. Nó hằng mà chuyển, chuyển trong cái hằng. Tử rồi sinh, sinh tử lững lờ trôi. Không phải chỉ có con người mới sinh tử vô cùng, vô tận về kiếp số. Qua cái thấy của người chứng đạo, Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của ta cũng vậy. Chư Phật trong mười phương ba đời cũng cùng thọ dụng một chân lý: việc sinh tử kể sao cho cùng số. Thi ca 20, cái thấy của người chứng đạo về thú vui của thiền giả. Phiên âm: nhập thâm sơn trụ lan nhã, sầm ngâm u thúy trường tòng hà, u du tỉnh tòa giả tăng gia, khuất tịch an cư thật tiêu sái. Dịch nghĩa: vào rừng thẳm trụ âm thanh tĩnh mịch, dưới cội tùng bên gợp đá bóng râm che, làm tăng quê vui sâu trong tĩnh tòa trong êm đềm, cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Trực chỉ đề cương: là con người ai cũng như ai, ngày ngày lo toan sinh kế phục vụ bản thân gia đình, thừa ra đóng góp phần cho xã hội. Ngoài những ngày giờ làm việc mệt nhọc, mỗi người dành cho mình một cách giải trí, một thú vui. Thú vui xem phim, thú vui đọc sách, thú vui đánh cờ, thú vui câu cá, thú vui ca nhạc. Dưới mắt người chứng đạo, người đạo sĩ cũng có thú vui, một thú vui khác với tất cả thú vui của người thường. Thú vui của đạo sĩ, người thường nghe có thể không thấy gì vui, vì người ta không thưởng thức nổi cái hương vị giải thoát, thâm trầm, sâu kín, màu nhiệm của tâm hồn người đạo sĩ. Nói một cách khẳng định rằng, người đạo sĩ có thực tu, tu đúng chánh pháp, người đạo sĩ đó thưởng thức trọn vẹn cái thú vui vô vi mà người thường không có cơ hội được thưởng thức. Thú vui vô vi, muốn thưởng thức nó, còn có cách là phải theo dấu chân của người trước đã đi qua. Vào rừng thẳm trụ âm thanh tĩnh mịch, dưới cội tùng bên gợp đá bóng râm che, làm tăng quê vui sâu trong tĩnh tọa
trong êm đềm. Cảnh lặng lẽ, an lành, sao nói hết.